Vitico hôm nay xin giới thiệu quý vị mà hệ thống chiết rót tự động 6 vòi chiết dung dịch nước cùng nước ngọt với chai từ 300 từ 150ml đến 330ml, 500ml và 100ml. Đây là hệ thống máy. Đây là phần máy, bộ phận option trước máy đó là phần máy chiết rót, máy cấp lắp. Sau đến máy chiết rót, máy đây là máy siết lắp và sang máy dán nhãn. Đấy. Bây giờ xin giới thiệu về máy chiết rót. Đây là hệ thống chiết rót 6 vòi được điều khiển hoàn toàn tự động bằng những cảm biến. Đấy, cảm biến trước và sau. Ở đây có chế độ băng tải, chế độ màn hình điều khiển hiển thị. Ở đây có 6 vòi, có 6 cái bộ phận và 6 cái lưu lượng cho đầu vòi. Đây, hiện tại tôi đang chiết chế độ 6 con cảm biến, 6 cảm biến đếm 6 vòi và lưu lượng. Bây giờ tôi sẽ chiết thử cho quý vị xem. Đầu tiên chúng ta sẽ, đây tôi đang ở để chế độ automatic, chế độ tự động. Bật chế độ tự động thì đó con cảm biến chặn sau chiết sẽ bắt đầu khởi động. Đấy, đó là tôi cho băng chuyển chạy, bắt đầu băng chuyển đã chạy. Đấy, băng chuyển chạy. Bây giờ tôi xin vừa xong là tôi sẽ chiết thử cho các quý vị xem là cái vòi chiết. Đây là cái sản phẩm chiết. Đây là cái sản phẩm chiết. Quý vị nhìn nước rất đều. Nước rất đều. Sản phẩm chiết với 4,4 giây nước rất đều. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn quý vị cài đặt máy. Chú quý vị nhìn lúm đây. Đây chính là lúm điều chỉnh để tốc độ băng tải. Khi băng tải chạy thì cái lúm này sẽ điều chỉnh tốc độ chạy nhanh chậm của băng tải. Đấy. Còn trên bảng điều khiển này, cái phần feeding time là chính là cái phần mà thời gian chiết hiện tại tôi đang để 4,4 giây. Đối với 200ml tôi đang để 4,4 giây. Đây là phần cài đặt. Về cài đặt, đầu tiên quý vị ấn nút set. Đầu tiên tắt thì ấn nút set. Set nó sẽ nhảy thời gian, nhảy các điểm. Đó là quý vị có thể tùy chọn. Tùy. Đấy. Tùy, sau đó xét lại. Đến thứ hai, cái thời gian thứ hai là thời gian chờ. Thời gian chờ này là sau khi chiết rót. Máy sau khi chiết rót thì sau khi chiết rót đến vòi thứ 6, nước chảy qua và thời gian chờ để cái con cảm biến ngăn để cho lần chiết thứ hai. Hiện tại tôi đang để 4 giây. Đây là số đếm 240, có nghĩa là đang chạy được 240 chai. Quý vị có thể xét về không? Reset. Đấy. Còn đây là cần setting quan số lượng đầu cảm biến. Hiện tại tôi đang chiết ở 6 đầu vòi nên tôi để chế độ đếm là 6 và ở đây hiển thị 6 cái vòi 1 2 3 4 5 6 theo thứ tự 1 2 3 4 5 6. Đấy. Phần 7 6 chính là cái phần mà tốc độ chiết. Nếu đối với dòng mà lưu lượng lớn thì quý vị có thể để thời gian là cái số nó cao lên, còn với lưu lượng nhỏ thì để cái số nó nhỏ xuống thì cũng được. Đây là phần tắt bật. Đấy, đây điều chỉnh tắt bật. Khi mà mình tắt thì có nghĩa là cái vòi đấy sẽ không hoạt động và chiết 4 vòi hay chiết 5 vòi. Đấy. Còn đây là công tắc tắt bật. Đấy. Và chiết thử, công tắc start chiết thử. Đấy. Hiện tại đây toàn bộ video tôi giới thiệu cho quý vị.